Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Tô Lâm có thực hiện được những toan tính trước đại hội 14 hay không? Ngày 30 tháng 11, blog Hoàng Trường trên VOA Tiếng Việt bình luận, Hội nghị Trung ương đánh đố toàn tính của Tổng bí thư Tô Lâm trước đại hội 14. Theo tác giả, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, như các nêu trên truyền thông chính thống, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, không chỉ bởi cách thức tổ chức với tốc độ làm việc chớp nhoáng mà còn bởi những toàn tính chính trị tiềm ẩn phía sau. Và đây là hình bài trên blog Hoàng Trường VOA. Phong cách điều hành vừa chạy vừa sắp hàng của ông Tô Lâm thể hiện một kiểu quản lý dứt khoát, mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ. Tác giả cho biết, chỉ trong vòng một tuần, từ cuộc họp tổng kết nghị quyết 18 ngày 19 tháng 11 đến hội nghị trung ương lần này, cả hệ thống các bộ, ngành, cục, vụ, viện trở nên náo loạn sáng ngày 25 tháng 11, Trung ương đã tập trung đánh giá việc thực hiện nghị quyết 18 với các đề xuất tinh giản bộ máy, động chạm đến hơn 15 cơ quan Trung ương. Một số nguồn tin nội bộ cho biết, kế hoạch này không đơn thuần dừng lại ở giảm biên chế, mà còn đề xuất sát nhập hoặc giải thể một số bộ ngành, tạo nên cú sốc lớn trên chính trường Ba Định. Cụ thể, sát nhập ban đối ngoại vào Bộ Ngoại giao, gộp ban kinh tế với đảng ủy khói doanh nghiệp, sát nhập ban tuyên giáo với ban dân vận. Tác giả cũng cho biết, Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu các sát nhập phải hoàn thành trước quý 1 năm 2015, tốc độ này mang tính quyết liệt bất thường. Nhiều ý kiến cho rằng, đây không đơn thuần là sự cải cách hành chính, mà còn là chiến thuật nhằm củng cố quyền lực, loại bỏ các đối thủ trước thềm đại hội 14. Một minh chứng rõ nét là việc cựu chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ bị kỷ luật ngay trước hội nghị. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả đánh giá, việc phá vỡ bức tường vô hình vốn được coi là lá chắn bảo vệ các thành viên tứ trụ là một bước ngoặt lớn trong chính trường Việt Nam. Động thái mạnh tay này của ông Tô Lâm thể hiện quyết tâm xây dựng quyền lực tuyệt đối của ông. Hội nghị Trung ương lần này là một bước đi chiến lược nhằm củng cố đội ngũ thân tính của ông trước Đại hội 14. Đây được cho là mô hình quyền lực mà ông đã áp dụng thành công và muốn nhân rộng lên quy mô toàn quốc. Vẫn theo tác giả, trước những đề xuất cải cách rộng lớn nhằm thu hẹp quy mô chính quyền, cả ở trung ương lẫn địa phương, với phân tích hoài nghi tính khả thi của nó. Việc tinh giản không dễ dàng, đặc biệt khi ông Tô Lâm đang đối mặt với sự phản kháng âm ỉ từ các thế lực trong nội bộ đảng, nổi bật là nhóm Nghệ An. Sự mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở khía cạnh tranh cá nhân, mà còn phản ánh các xung đột vùng miền và phê phái chính trị sâu sắc. Nếu ông Tô Lâm không xử lý khéo léo, sự bất mãn có thể lan rộng trở thành một thách thức nghiêm trọng. Tác giả nhận xét, hội nghị trung ương này là cơ hội để ông Tô Lâm thúc đẩy kế hoạch tái cơ cấu bộ máy và xây dựng mạng lưới nhân sự trung thành. Và đây là hình chủ tịch nước Lương Cường, đối thủ của ông Tô Lâm. Những nhân vật đến từ quê nhà Hưng Yên và các đồng sự tại Bộ Công an ngày càng chiếm giữ các vị trí chiến lược trong hệ thống. Điều này tạo nên một mạng lưới quyền lực khép kín vừa bảo vệ Tô Lâm trước các đợt phản công chính trị vừa củng cố vị thế trong nội bộ đảng. Động thái phục hồi hình ảnh của các nhân vật từng bị lưu mờ như Đinh Thế Huynh cũng được cho là một chiến lược nhằm thu phục nhân tâm và giảm bớt bất mãn trong nội bộ. Tuy nhiên, tác giả cho rằng sự xuất hiện ngày càng rõ của các dấu hiệu bất tuân từ nhóm quân đội, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch nước Lương Cường, đang tạo nên thách thức mới. Việc tập trung quyền lực quá mức của ông Tô Lâm có thể dẫn đến mất cân bằng trong hệ thống, khiến các nhóm bị loại bỏ cảm thấy bị cô lập và từ đó gia tăng nguy cơ phản kháng ngầm khi họ cảm thấy không còn gì để mất. Tác giả đặt câu hỏi liệu ông Tô Lâm có thể duy trì được thế thượng phong trong giai đoạn đầy bất trắc này hay không? Từ nay đến đại hội 14, chính trường Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến những cuộc đấu đá quyền lực khó lường mở ra một giai đoạn chính trị mới, với đầy thách thức lẫn cơ hội đối với nỗ lực cải cách thể chế mà ông Tô Lâm đang theo đuổi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Tô Lâm có thực hiện được những toan tính trước đại hội 14 hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sự thích minh tuệ, cái gai cần phải loại bỏ trong mắt chính quyền. Ngày 29 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận tại sao chính quyền nóng lòng muốn dứt điểm trường hợp Sư minh tuệ của Nam Việt. Theo đó, tác giả cho hay, dựa trên bài mặt truyền thông của nhà nước nói chung, phát đi trong thời gian gần đây, Ý định của nhà cầm quyền muốn xử lý dứt điểm trường hợp ông sư thích minh tuệ đã lộ ra ngày càng rõ, nếu không nói là giáo riết và hối thúc qua những sự kiện liên tục diễn ra trên mạng xã hội. Và đây là hình bài trên AFA. Tác giả tạm gọi đó là một chiến dịch mà từng chặn âm mưu được thể hiện qua những tâm thư của ông Thích Minh Tuệ trong tháng 11 năm 2024. Lá thư đầu tiên xuất hiện vào giữa tháng 11 được cho là do ông sư Thích Minh Tuệ tự viết ra, lên giọng yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phải xử lý những người đưa tin và quay video về ông để nhằm bảo đảm an ninh trật tự ngày khi sự cười cợt và mỉ mai về lá thư mạo danh sư thích minh tuệ rộ lên khắp nơi trên mạng xã hội, thậm chí làm cho giới truyền thông bên ngoài Việt Nam cũng phải chú ý. Lá thư thứ hai, cũng với lối mạo danh ấu trĩ bằng chữ viết và chữ ký của sư thích minh tuệ, có nội dung tương tự nhưng ý mở rộng hơn, với ước muốn thổ lộ rằng không mong có người đi theo ông để gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Cả hai bức tâm thư đều rơi vào chuyện bất tính của đảm đồng vốn vẫn theo dõi và một lòng hiểu biết đúng về con người của sư thích minh tuệ. Đỉnh điểm của chiến dịch muốn loại trừ sư thích minh tuệ ra khỏi đời sống bình thường được thể hiện trong lá thư thứ ba. Ý chính trong lá thư này là sư minh tuệ bày tỏ khao khát được hành đạo tự do qua việc ngõ lời nhờ ai có lòng giúp ông được đi khất thực ở những quốc gia Phật giáo như Miến Điện, Ấn Độ. Tác giả nhận xét, không phải một mình sư Minh Tuệ có thể nghĩ ra điều này, ác hẳn đã có một cuộc thảo luận của nhiều bên. Và trong đó, một đề nghị về chuyện đi khắc thực khổ Việt Nam để muốn làm gì thì làm đã được đưa ra. Tương tự như những sư khác trong đoàn y phấn tảo, nay cũng đã phải chọn lưu lạc nhiều nơi ngoài Việt Nam. Và đây là hình sư thích Minh Tuệ. Tác giả cho rằng, để trả lời câu hỏi vì sao nhà nước Việt Nam ráo riết muốn xử lý dứt điểm trường hợp của sư thích Minh Tuệ trên đất nước Việt Nam, vì bởi có hai lý do vừa mang tính hệ thống và cũng mang tính thời điểm. Lý do tính hệ thống là trường hợp xuất hiện của sư thích minh tuệ đã mở màn cho một lớp Phật giáo tu tập độc lập từ chối sự kiểm soát và thao túng của nhà nước. Lý do mang tính thời điểm là vào năm 2025, Giáo hội Phật giáo quốc danh của nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ phải tổ chức đại lễ vi sát Phật giáo trong hai ngày của tuần đầu tháng 5. Sự ham mộ và có mặt của sự thích minh tuệ trong đất nước đang là, đang là nỗi lo cho những điều bất thường có thể đến, thậm chí có thể dẫn đến việc tổ chức lễ vi sát không thành công như ý muốn của chính quyền. Theo tác giả, vấn đề của sự thích minh tuệ là kể từ khi sự có mặt của ông trên những con đường khất thực đã bất ngờ là hình ảnh phản chiếu và gây ra những thiệt hại không nhỏ đối với Phật giáo thuộc nhà nước nhiều đại tăng được nhà nước công phu dựng lên đã hoàn toàn bị sụp đổ và trở thành là trò cười của thiên hạ. Nhiều chùa chiền là chỗ thu hút, thao túng tín đồ và thậm chí là nơi thu hút tiền bạc để nuôi sống cho một lực lượng tôn giáo của chính quyền, nay cũng đã bị thất thu thảm hại. Tác giả kết luận, mặc dù sư Thích Minh Tuệ nhiều lần khẳng định, ông chỉ là một người tu tập và chính giáo hội Phật giáo của nhà nước cũng miệt thị ông, không công nhận là một tu sĩ. Nhưng giờ đây, cả một hệ thống lên chiến dịch để tìm cách triệt hạ ông một cách công phu và ráo riết. Chính sư Minh Tuệ cũng tự hiểu rằng muốn được sống với niềm tin Phật giáo của mình thì ông phải chọn bộ hành ở nơi khác, không phải là quê hương của mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự thích Minh Tuệ, cái gai cần phải loại bỏ trong mắt chính quyền. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.